Rồi, chào mọi người, đã quay trở lại với kênh bán hàng Đồ Nghề Nhật Bản. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0334 830 843. Rồi, mọi người theo dõi video nhớ bấm vô đăng ký kênh để nó thông báo về cho mọi người mấy cái video mới đăng lên ha. Rồi, hôm nay video 118 nha mọi người. Em có mấy cái món hàng sau đây ha. À, đầu tiên là cái bếp bếp từ. Đây, về được một cái bếp từ. Bếp từ Nhật xài điện 100V nha mọi người. Đây. Bếp này khá là đẹp ha. Nó xài điện 100V, công suất nó là 1.300W nha. Là mọi người phải xài qua cái biến áp. Biến áp tầm 2 kg ha. Xài ra cho nó an toàn. Đây, thương hiệu là Yoshirushi. Thương hiệu của Nhật. Để em bật thử cho mọi người coi nha. Đây, dây điện zin của nó là 15A nè. Dây có 500 nó hít vô. Dùng nó an toàn mọi người. Gỡ ra gỡ vô. Em có cái chảo nước ha. Đây nó có rất là nhiều chế độ luôn nè. Cái này lúc khởi động lên mình sẽ chỉnh. Đây. Mấy này là mỗi một cái là chế độ của nó. Này là nấu nước nè, nó có cái bình nước nè. Đó, nó bắt đầu sôi rồi mọi người, rất là nhanh. Đây, nước đã sôi lên ha. Này là mọi người lên sử dụng cái ứng dụng dịch của Google để mình dịch mấy cái tiếng Nhật này ra ha, mình biết cái chức năng của nó. À, ví dụ như vậy nè. Em thì cũng không có gần tiếng Nhật ha. Nên mọi người xài thì mình dịch ra rồi mình xài dùng từ từ sẽ quen ha. Đây. Đây mình chỉnh tăng giảm được nè. 200.
Đây chắc có thể là hẹn giờ nè mọi người. Đây hẹn giờ nè. Đó. Nó có chế độ hẹn giờ nữa nè. Đây. Chế độ hẹn giờ nè. Rồi tắt đi ha. Mình nhấc bếp ra là nó tự nó tắt. Nhấc nồi ra ha. Cái này nó khá là an toàn á. An toàn hơn mình dùng ga đồ ha, nó không có nóng ngoài này nè. Nóng tập trung ở giữa thôi. Đó. Rồi cái bếp từ này có mã là 118.1 cho mọi người. Giá là 1 triệu 100 ngàn. Dùng điện 100V nha mọi người. Mọi người có biến áp thì mình nên sử dụng, còn không thì không nên sử dụng nha. Lỡ cắm nhầm thì nó sẽ cháy, nó hư hỏng. Rồi. À, tiếp theo là cái máy khò nha mọi người. Đây là cái máy khò của Haco. Máy khò khò Nhật của Haco. Xài điện 100V. Công suất nó là 1 kW nha. Là tầm 1000W á. Nó nhiệt độ nó lên tới 227 độ C. Đây. Cái đầu này mình có thể tháo ra ha. Nó xài một đầu nhỏ nè. Tháo ra thì nó sẽ thành đầu to. Đây, em lấy cái máy bắn vít này mở thử không? Đây, tháo ra nó sẽ như thế này nè. Cái đầu phà cò ra nó sẽ to. Đó. Đây có nó có hai chế độ nè, chế độ lạnh và chế độ nóng. Xài điện 100V nha mọi người. Đây ốp nè. Rồi. Lạnh nè, là nó hỏi cái quạt ra thôi nha mọi người. Là nó khói quạt thôi. Lên nóng thì nó sẽ đó. Sẽ hỏi khi nóng á. Rất là nóng luôn nha. Nhanh nóng á. Rất nóng luôn. Nhiệt độ nó lên đến 227 độ C nha. Đây. Chạy rất là êm. Haco. Đây cái khò có kích thước là 30 cm nha. Đường kính của cái này là khoảng 10 11 mm. Rồi cái khò Haco này có mã là 118.2 ha. Giá bán là 650.000 nha mọi người. Rồi, tiếp theo là số 3. Là một cái đèn. Đây là một cái đèn LED. Rất đẹp.
nó có đế từ 500 nha mọi người. Đây đế 500 nè, rồi gắn vô đây rất là mạnh đó, không để đâu để. Mà cái này về nó bị bể cái công tắc này đây nè, nè công tắc tròn mọi người, mọi người tháo ra thì sẽ thay được cái công tắc này ha. Có bán sẵn cái công tắc tròn tròn vậy nè, tháo ra mình thay nhét vô hàng lại nè là nó được. Đó đèn led nó bay cái tem mất rồi, không biết của hãng nào nữa, rất là sáng nha, rất là sáng. Bây giờ nó bị mất công tắc rồi, nhưng mà em thử cho nó cháy. Mình sẽ chập hai cái điện này lại với nhau ha. Đây. Đó. Rất là sáng nha, đèn led rất sáng. Sáng lắm. Rồi, cái đèn này em bán là có mã là 118.3 mọi người, giá là 300.000. Mọi người về mở ra hai công tắc ha. Dây rồi nó zin nè. Cái đèn chống nước luôn á. Nó có gòn rất là nhiều nè, nguyên cái gòn to. Ở đây mở ra có gòn hết. Cái này kính nè, chống nước. Mà có cái đế từ 500 này rất là hay nữa. Hết vô đây. Chỗ mình làm việc á, nên hết vô mình xài rất là tiện. Rồi, tiếp theo là số 4. Đây, số 4 là một cái sạc bình ắc quy ha. Mà em mang về nó bị cắm nó không lên gì hết. Nó có đèn luôn nè, mà cắm nó không lên. Em thử vô điện cắm nó không lên. Của Nhật sản xuất luôn, 12V. 6V đến 12V. Đây nó vô điện là điện 100V mọi người. Còn cái dây ra nó là đó. Cái rắc này như rắc xe máy vậy. Hai cái rắc này nè, rắc tròn tròn giống như của xe máy. Đây thông số nó nè. 100V ra 12V. 12V 2A. Mà không biết sao em cắm nó không có lên. Hay nó không có cháy đèn, nó không có nhảy cái kim này lên mọi người. Vô điện nó không có nhảy cái kim lên. Đó. Trong nó có cái biến áp. Nó nè, cái biến áp. Nó còn nguyên luôn, em chưa có mở rồi mọi người. Cái này em chưa mở gì á. Đây chưa mở. Đó, nguyên vậy nè. Dây điện bị cắt rồi. Bị đứt sẵn rồi. Mang về là nó vậy. Chuốt ra thử thì nó không có lên. Rồi. Bán giá sát cho mọi người 200.000. Mã là 118.4 nha. Cái sạc bình ắc quy. Đây. 12V. Rồi, tiếp theo là số 5. À, một cái chóa đèn ngủ rất là đẹp. Đây là cái chóa đèn ngủ. Cái chóa đèn ngủ đây. Nó có cái đầu kẹp vô bàn nha mọi người. Kẹp bàn. Cái kiểu hoa văn này là chóa đèn ngủ ha.
nó xài chân thông dụng của mình Việt Nam mình cũng hay xài. Cái đèn là chân E27 nè, mã cái chân E27 đây, thông số của cái đèn trong thông số này không quan trọng, đây là gắn bóng zin nó nè, mà không có bóng nha, bóng zin nó là 100V và 60W, mình cắm bóng 22 mình xài nha mọi người. Đây nó có công tắc luôn, dây điện khá là dài, dài khoảng hơn 2 mét, tầm 2 mét rưỡi mọi người. Này dây điện trong suốt rất là đẹp, có công tắc on off luôn. Rồi kích thước cái đèn này 15 cm ha. Cái đế kẹp đó, kẹp vô bàn rất là chắc chắn. Đây rồi, cái chó đèn này có mã là 118.5 ha, giá 300.000. Rồi tiếp theo là số 6, số 6 đây. Một cái bếp nướng bánh nha mọi người. Cái bếp nướng bánh. Đây nó dùng để nướng bánh mấy cái bánh mà tròn tròn á. Có logo con bạch tuộc. Đây thương hiệu của nó nè, Yamajin. On-off của Nhật mọi người. Hàng điện tử của Nhật đa số nó sản xuất bên Trung Quốc ha. Nè. Như cái thương hiệu này là mấy cái đồ này sản xuất Trung Quốc nè. Mà đạt tiêu chuẩn của Nhật hết nhưng mà mấy tiêu chuẩn đó. Cái này xài điện 100V nha. Công suất nó là 650W. Đó. Còn rất là đẹp nè. Nó chuyên làm mấy cái bánh ha. Rồi dây đồ zin hết rồi. Đây. Cái chân này nó bị gãy hết một cái chân mọi người. Chân nhỏ nè. Nhưng không sợ, mọi người cho nó đứng bằng dưới đây cũng được. Khỏi gần cái chân cũng được. Đó. Đây. Đó nó nóng lên rồi rất là nhanh mọi người. Nóng lên. Nó nóng lên giống như cái chảo vậy. Rồi, cái bếp nấu này có mã là 118.6 ha, giá 300.000. À, đem đo kích thước cho mọi người. Đây kích thước 23 cm ha. Cái ô tròn tròn này là 4 cm. Rồi tiếp theo là em về mấy cái bộ bánh xe nè mọi người. Tuần này về là mấy cái bánh xe màu xám nha. Bánh rất là đẹp, chưa sử dụng luôn, nó còn nguyên cái bao bì. Trông rất là đẹp. Đó. Cái này là cao su nó dẻo mà mọi người. Nó dẻo nó bám nhiều á, nhưng mà nó cũng không có đến nỗi là nó quá mềm. Nó có độ bám, nó dẻo. Bên trong thì xài bạc đạn ha, rất là chắc chắn. Bạc đạn nè, cái bạc đạn trên nữa. Cái này có cái khóa luôn, đó khóa bánh lại. Này làm thép rất là dày nha mọi người, là thép rất dày nè, rất là chất lượng. Bánh này có đường kính là bánh này là 10 cm nha mọi người. Bề cộng nó là khoảng 3 cm.
Đây cái thước từ dưới đất lên cái đế là 13 cm. Là lỗ ốc nè. Đó. Rồi một bộ nó sẽ 4 bánh nha mọi người. Bộ là bên em bán 4 bánh. Nó gồm có hai bánh có khóa nè, đây hai bánh khóa nè, vào hai bánh không có khóa. Để mọi người gắp vô cái mấy cái kệ đồ. Nó sẽ là 4 cái. Rồi bánh xe này có mã là 118.7 nha mọi người, 600 ngàn một bộ 4 cái nha mọi người. Rồi tiếp theo là dây điện. Về là mấy cọng dây điện của Nhật tháo máy nha. Về là tháo máy rất là chắc chắn, dây tới 15A luôn. Đây tháo máy nè, không phải cắt. Tháo nguyên dòng máy ra. Dây dài 5 mét nha mọi người, 5 mét 15A. Dây rất là to, đẹp. Đó. Chùi cắm an toàn luôn, nó chà bá luôn nè. Cầm nó dễ dàng. Rất là dễ cắm. Dây rất là to ha. Tải đến 15A mọi người. Dài 5 mét. Rồi dây điện này có mã là 118.8 ha, 200 ngàn sợi. Rồi tiếp theo là số 9 là cái máy chà nhám. Chà nhám nó dùng của Baker. Baker này điện zin điện 220 nha. Zin điện 22 nha, chứ không có quấn gì hết mọi người. Rồi zin nó là 220. Đây nó của Phần Lan sản xuất. Blinker này của châu Âu nên điện nó 220 mọi người, Phần Lan. Rồi. Đây chạy thử cái máy này. Nó rung rất là mạnh luôn, cái đế rung rất là mạnh. Xài cái đế rung này. Đây đế rung kích thước nè. Công suất rất là mạnh. Đây mình gài cái lá nhám vô bằng cách này nè, mở cái khoe này ra, gài. Gài vô chứ không phải dán gì hết. Rồi vô. Rồi. Cái máy chà nhám Baker này có mã 118.9 thôi, giá là 450.000. Rồi, cuối cùng. Đây. Cuối cùng là một cái máy khò nha mọi người. Máy khò rất là nặng. Nó chuyên là máy khò nóng. Đây. Nguyên cái thùng luôn. Máy khò nóng chuyên dụng. Rồi ở đây nó còn có một cái súng. Súng khò nè. Đây súng khò. Ống này nối trong máy bơm hơi khí ra ha. Khí khò ra. Và cái súng này nó làm nóng. Và nó ra cái đường đây. Cái lỗ khò của nó nè. Đây là dây nguồn của cái máy. Đây dây nguồn nè, cắm vô. Đây súng khò thì cắm vô đây.
ống khí thì vặn vô đây nha mọi người. Đây là một cái máy bơm nè, máy bơm ha, bơm ra hơi. Đó, đây là có van để cho ra hơi nhiều hơn ít nè. Đây công tắc on off, điều chỉnh 11 chế độ, 11 điều chỉnh sức nóng mọi người. Rồi ở đây nó có công suất là 100V, 700W, 350 độ C, rất là nóng. Áp của thằng này là 0.2 kg. Đó. Rồi cái motor này là có công suất là 90W. Motor bơm khí nè. Rồi nguyên cái thùng sạch rất là chắc chắn mọi người. Thùng này rất là chắc chắn, rất đẹp nữa. Rồi cái này vô điện thử nha mọi người. Đây dây riêng của nó nè, dây nguồn, dây nguồn rời ha, cắm vô qua cái gắt rất là đẹp. Rồi đây cái súng xì ra mọi người, nó ra hơi nóng luôn nha. Đây cái máy bơm nè, nó chạy nó sẽ ra tiếng của máy bơm. Đây là chế độ làm nóng. Đây kích thước của cái thùng này nha mọi người. Kích thước cái máy này 30cm nè. 30 nhân cho 24 ha. Đó, đóng lại có khóa nè. Chiều cao nó là 17. Khá là nặng luôn nha mọi người. Nó tầm 9 kg rồi, 90 kg. Rồi cái máy khò chuyên dụng này có mã 118.10 ha, giá là 1.800.000. Rồi này, đây cũng là món cuối cùng nha mọi người, em kết thúc video đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình của em 0334 830 843 ha.